Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm nay Vũ Hồng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 621 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ nhà mình là 621/5/2 đường tỉnh lộ 10. Nhà mình nằm ở hẻm thông từ đường tỉnh lộ 10 thông qua khu dân cư Tên Lửa, gần cô mắt Tên Lửa, gần đường Vành Đai Trong và đường nhà thờ lớn. Căn nhà mình có kích thước ngang là gần 6m và chiều dài là hơn 9m. Nhà có một mặt là hướng bắc và một mặt là hướng đông. Nhà mình có cửa hậu phía sau luôn ha. Căn nhà này được chủ nhà xây mới nguyên căn luôn và chủ quyền hồng được làm vào ngày 2024. Hình thức mua bán là ký công chứng sang tên sổ hồng hợp lệ ha. Sổ hồng có diện tích đất được công nhận là 53m và diện tích hoàn công là 106m. Nhà mình gồm có một trệt, một lầu, gồm có 3-4 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, một cái sân thượng. Nhà mình có một cái phòng ngủ ở dưới trệt để cho người lớn tuổi ha. Nếu nhà mình có người lớn tuổi thì mình sắp xếp người ở dưới trệt này nha. Chủ nhà đi sẵn hệ thống nước, đi sẵn cái hệ thống ống đồng máy lạnh cho mình rồi. Mình về chỉ việc lắp lại, lắp máy lạnh là mình sử dụng ha. Nếu cô chú chị bạn muốn đi xem nhà thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Hiện tại chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 4 tỷ rưỡi 50 4 tỷ rưỡi 50. Giá này còn thương lượng nha, giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú chị bạn cứ đi xem nhà xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng làm việc thêm về giá cả. Nếu cô chú chị bạn thích căn nhà này thì đảm bảo là sẽ mua được thôi. Nhà mình thì xe ô tô vô tới nhà luôn nha cô chú chị. Những cái xe nhỏ ví dụ như xe Wigo, Kia Morning thì sẽ vào được trong nhà mình luôn đó cô chú chị. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở khu vực Bình Tân giáp ranh quận 6 thì hãy chia sẻ cho họ video clip này ha, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú chị. Cô chú anh chị bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Và đừng quên bấm like sau khi xem hết video này để ủng hộ Vũ Hồng với cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị bạn xem video review nhà ha. Em đầu trước nha thằng ơi. 621/5/2 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà mình là căn gốc nha cô chú anh chị. Nhà mình là căn gốc ha. Chiều ngang nhà mình á là gần 6m và chiều dài là hơn 9m nha cô chú anh chị. Một mặt nhà mình là hướng bắc, hướng chính này hướng bắc và bên hông là hướng đông. À, nhà mình thì ở phía sau lưng này là có cái cửa. À, sau lưng này có thêm cái cửa ha. Hẻm nó còn thông vòng ở phía sau luôn nha cô chú anh chị. Đây phía sau nhà mình nè. Phía sau lưng này còn cái lối đi vô nhà phía sau nữa ha. Lối cái nhà phía sau nha, nhà mình nằm phía trước. Nhà mình thì chủ nhà đi sẵn ống đồng máy lạnh nè, nó đi sẵn hết rồi ha. Đi sẵn ống đồng máy lạnh cho 4 cái phòng luôn ha. À. Nhà có điện chính, nước chính. Và nhà nằm ở hẻm ô tô thông từ đường tỉnh lộ 10 thông qua khu dân cư Tên Lửa, gần cô ố mắt Tên Lửa ha. Ở đây mình di chuyển xéo bên kia là ra ngay chỗ siêu thị Ion Mall Bình Tân. Và căn nhà mình một trệt một lầu mới xây mới luôn nha cô chú anh chị. Xây mới luôn ha. Và căn nhà mình có kích thước ngang là gần 6m và chiều dài là hơn 9m ha. Nhà có kết cấu một trệt một lầu. Gồm có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Nhà có giấy chủ quyền hồng đã được hoàn công và sổ nhà là sổ mới 2024 ha. Hẻm phía trước nhà thì hẻm rộng khoảng 5m. Đó, hẻm nhà mình thông từ đường tỉnh lộ 10 thông sang đường khoan khu dân cư Tên Lửa, gần cô ở mắt đường số 29, gần cô ở mắt Tên Lửa. Đây nhà mình ha.
Nhà mình xây mới nguyên căn luôn nha cô chú anh chị. Giấy chủ quyền hồng có hoàn công 2024 luôn. Và xin nhắc lại địa chỉ là 621/5/2 đường tỉnh lộ 10, gần chùa Vạn Phước. Đó, phía ngoài đường đó là đường nhựa, ô tô thông từ đó, ô tô thông qua ha, chạy xe đó chạy qua bên phía bên khu dân cư Tên Lửa nha. Hiện tại thì chủ nhà đang làm cao hơn mặt hẻm là khoảng 6 tấc ha cô chú chị. Để dự trù hẻm này có nâng lên thì nhà mình không có bị thấp nha. Do chiều ngang nhà mình là gần 6 mét. Do chiều ngang nhà mình là gần 6 mét và căn gốc nên chủ nhà mở một cái cửa bên đây. Nếu cô chú anh chị bạn muốn xe ô tô nhỏ nhỏ vô, ví dụ như những chiếc Kia Morning, Wigo, Spark hay là taxi xanh á, vô thì mình làm cái dốc để mình lên ha cô chú anh chị. Xe ô tô vô tới nhà luôn ha. Đó, có cái ban công phía trước. Có cái ban công phía trước và nếu như mai mốt mình sang tên rồi á, mình có thể làm cái mái che. À, cái mái che đó mình che cái sân thượng ban công lớn này ha, giống như là vừa sân thượng mà vừa là ban công lớn nha cô chú anh chị. Và tất cả là chủ nhà đã đi ống đồng máy lạnh sẵn cho mình hết rồi, để mai mốt mình khỏi phải đi lại tốn thời gian và nó không có đẹp ha, bất thẩm mỹ ha. Xung quanh ở trên sân thượng thì chủ nhà làm cái rào xung quanh lại bằng khung kính cường lực với ở trên là inox 304. Đó, tường nhà ở phía trước mặt tiền này được chủ dán đá cao lên đến trần ha, đá này đó ha, đá nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị bạn vào bên trong để mình xem nhà ha. Và nhà mình được bảo vệ bởi hai lớp cửa, một là cửa sắt bốn cánh bên ngoài vừa mở đẩy vừa lùa ha. À, cửa này là mình có thể đây đó, đây nè. Mình chưa có quen cửa này nè, nó coi anh chủ nhà anh biểu diễn nè. Đó, đẩy vô ha. Đó, khép lại. Cái chốt trong kìa, chốt trên còn kìa, chốt trên còn kìa, ở trên cái chốt trên còn kìa. Đó. Rồi cho vô. Chưa ai quen hết ha. Để làm mấy cái quen à. Cửa này vừa đẩy mở vừa lùa ha. Đó, vừa mở lùa vừa đẩy ha. Mở ra được luôn nha, mở rộng ra để mình vô ô tô ha. Và nhà mình thì được chủ nhà dán tường khu vực phía phòng khách là cao lên đến trần nha, bằng đá rất đẹp luôn nha. Chủ nhà trang bị cho mình một cái bức tranh mã đáo thành công phía trước này rất đẹp ha. Và cửa ngoài, chính nhắc lại cửa bên ngoài là cửa sắt và cửa sắt ha. Bên trong là cửa nhôm zinc pha và kính cường lực. Ở đây chủ nhà có làm sẵn cho mình một cái vòi nước để mình có rửa xe hay mà mình tưới cây gì đó cũng được. Đồng hồ nước chính ở dưới đây nha. Căn nhà này được chủ xây mới nguyên căn luôn nha cô chú anh chị. Xây mới nguyên căn luôn. Và chủ Hồng xin nhắc lại cái kích thước nhà mình chiều ngang là gần 6 mét và chiều sâu vào là 9 mét. Diện tích đất của mình đang sở hữu ở đây là gần 54 mét nha cô chú anh chị. Nhà mình có giấy chủ quyền hồng năm 2024 luôn ha cô chú anh chị. Cái này là chủ nhà gắn một cái đèn trang trí, vừa là đèn mà vừa là quạt luôn ha. Ở trên cầu thang đi lên thì chủ nhà có gắn một cái đồng hồ. Và từ phía bên trong với phía bên ngoài á, chỗ này thì mình có thể là để xe nè, hoặc để bộ salon ngay chỗ này cũng được ha. Nếu mình để ô tô đây thì để xe bên đó, mình có thể để ô tô bên đây được nha. Ô tô nhỏ là mình để được ha cô chú anh chị. Và khu vực dưới cầu thang thì chủ nhà cũng đang để trống ha. Chiều ngang nhà mình là đến gần 6 mét nên chủ nhà là nó rộng, nên chủ nhà là thiết kế là cầu thang nép về một phía ha. Phía sau mình có một cái cửa sổ, một cái cửa đi ra ngoài khu vực ra bên hông hướng đông ha. Và ở phía trước này thì chủ nhà có lắp một cái cửa lớn và một cái cửa sổ nha. Khu vực phòng khách là được chủ nhà dán tường cao lên ha, gạch rất đẹp luôn ha. Và chủ cẩn thận là viền đây là bằng nẹp inox mạ vàng. Đèn ở trên này là đèn led âm trần ha, đèn led âm trần có hắt đèn màu và đèn trang trí, vừa quạt mà là vừa đèn trang trí luôn nha cô chú anh chị.
Vũ Hồng xin nhắc lại con hẻm phía trước nhà mình là hẻm 5 mét ô tô vô tới nhà luôn ha. Ở khu vực dưới này mình có thể để xe rồi cũng được ha. Do chiều ngang nhà mình lớn nên là chủ nhà làm cầu thang nép về một phía. Và căn nhà này thuận tiện cho nhà có người nào lớn tuổi thì mình bố trí cho người lớn tuổi ở dưới khu vực cái nhà, cái phòng ở dưới trệt nha cô chú chị. Và đây là khu vực vệ sinh, khu vực vệ sinh ha. Ở đây chủ nhà set up sẵn cho mình một cái chỗ để mình lắp máy giặt đó, nguồn điện, nguồn nước và nguồn nước xả đây ha. Đây không gian của nhà vệ sinh nhà mình đây ha. Hả, chủ nhà thì rất tinh tế, làm nhà vệ sinh rất đẹp ha. Tường nhà vệ sinh thì được ốp gạch cao vuông trần đó, và vòi sen thì sử dụng loại lớn ha, inox 304 nha, vòi trên vòi dưới luôn ha. Cửa này là cửa gỗ Đài Loan, cửa gỗ Đài Loan ha. Ở phía sau nhà mình có một cái cửa ha, cửa mở ra phía sau nè. Đó, hẻm này hẻm thông vô trong nữa nha cô chú anh chị. Cửa này chủ nhà làm bằng cửa sắt. Hẻm phía sau nhà mình nè. Bên đây hẻm này khoảng 2,5 mét ha. Khu vực bếp của nhà mình đây ha, khu vực bếp khá rộng luôn ha. Chủ nhà trang bị sẵn cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Và bên trong thì chủ nhà có làm kính cường lực màu ha. Chậu rửa inox 304 nè ha, mặt bếp bằng đá hoa cương. Chậu rửa inox 304 loại sâu lồng nè, đó, gian bếp cũng khá rộng ha. Bên trong là kính cường lực màu nha. Và đây là cái cửa thông phía sau nhà mình. Mấy cái nổ này, vị trí này là chủ nhà ốp chủ nhà ốp mấy cái chĩa viền inox cho nó sáng nhà. Cô chú anh chị bạn đang theo dõi với Hồng review căn nhà ở hẻm 621 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, hẻm thông từ khu dân cư Tên Lửa thông qua đường tỉnh lộ 10, gần ngân hàng ACB, gần chợ Bình Trị, gần chợ Cây Gia Xà ha. Cái này mình để xe vô đây là nó vừa y luôn. Đèn này là mình thay, mình đổi màu được nè. À, đây thì làm cái lam ha, ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài rất đẹp luôn ha. Sáu trăm hai mươi mốt xẹt năm xẹt hai là địa chỉ nhà mình nha cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Và cầu thang thì ta dựng bằng gỗ, mặt bên bằng kính cường lực ha, mặt đi bằng đá hoa cương nha. Cầu thang đi lên thì chủ nhà có làm gắn một cái đồng hồ ha. Một căn nhà gốc rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này ưng ý thì cứ
đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp trực tiếp với chủ nhà mình làm việc nha cô chú anh chị. Mình muốn nói chung là căn nhà này mình có nhảy mua là mình sẽ mua được thôi. Chủ nhà rất dễ. Rồi mình nhìn lại không gian ở dưới trệt nhà mình một lần ha. Vũ Hồng đang có mặt ở tầng 2 là lầu 1 của nhà mình nha. Ở trên đây thì có 3 phòng ngủ. Trên đây thì có 3 phòng ngủ ha. Đây phòng ngủ thứ nhất của nhà mình nè. Phòng ngủ thứ nhất thì có một cái cửa sổ. Chủ nhà đi sẵn ống đồng máy lạnh rồi ha. Cửa gỗ Đài Loan. Chân tường thì được chủ nhà ốp cao lên một tấc. Hẻm này hẻm thông phía sau nhà mình, dãy nhà phía sau nhà mình ha. Đi thông vòng qua bên khu tên lửa được luôn nha. Hướng này là mình quay về hướng quận 6. Còn bên đây là khu dân cư tên lửa. Ở đây là chủ đi sẵn đèn LED. Đèn LED này là nhiều chế độ ha. Hắt đèn màu nữa nè. Rồi. Mở cửa sổ ra mát ha. Nó đi sẵn ống đồng máy lạnh ở ngoài đây nè. Đó, hẻm này 2,5 m. Đó, hẻm phía sau nữa nè. Rồi, mỗi tầng là có CB điện riêng hết nha. Mỗi một cái phòng cũng có CB điện riêng luôn. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai cũng có cửa sổ luôn ha. Có cửa sổ hướng về khu dân cư tên lửa. Và căn nhà ngoài đó là mặt tiền đường số 29 khu dân cư tên lửa đó cô chú chị. Ngay chỗ cô mắt ha, ngay đó là siêu thị cô mắt đó, nhà thờ lớn đó cô chú chị bạn nhìn thấy không? Nhà thờ lớn góc đường Vành Đai Trong nè. Đó. Cái nhà cao cao, nhà thờ ngay góc đường Vành Đai Trong với đường số 7 á. Còn đây là hẻm thông ha, nhà mình là hẻm thông. Phía sau lưng nhà mình là còn cái hẻm nhà phía sau nè. Mở cửa ra gió mát lồng lộng luôn ha. Ống đồng máy lạnh là chủ nhà đi sẵn rồi ha, đi sẵn luôn cho mình rồi nha. Chân tường là chủ nhà ốp cẩn thận ha, ở dưới từ dưới lên trên luôn nè. Phòng thứ hai, ổ điện rồi cũng làm khá nhiều ha. Và đây là cửa phòng thứ hai. Và đây là gian vệ sinh. Vệ sinh thì sử dụng chung cho phòng ba phòng này nha. Thiết bị vệ sinh là chủ nhà sử dụng của inox toàn bộ luôn ha. Tường nhà vệ sinh thì được ốp cao lên đến trần luôn ha. Vòi sen lớn. Cửa nhà vệ sinh cũng cửa gỗ Đài Loan luôn nha. Khu vực này cũng không gãy ha. Và đây là phòng thứ ba. Phòng thứ ba trên lầu nè. Tổng cộng nhà mình có 4 phòng ha. Phòng nào là chủ nhà cũng đi sẵn ống đồng máy lạnh hết luôn nha. Đó, đây được hợp thạch cao. Đèn LED. Phòng nào cũng có cửa sổ hết ha. CB điện riêng nè. Cửa sổ mở ra ngoài sân thượng. Ở đây mình có thể trồng thêm mấy cái cây ngoài này cho nó mát đó cô chú chị. Mặt này là hướng bắc nè, mặt bên hông là hướng đông nha. Rồi cái cửa đi ra ngoài sân thượng thì cũng là cửa nhôm kinh pha và kính cường lực. Bên đây thì CB điện chung cho đây ha, cho tầng này luôn ha. Và đây cũng có cửa sổ để mở cái bên hông nè. Nhà nằm ở vị trí góc rất là ok ha cô chú anh chị. CB điện riêng đây ha. Ở đây về mình gắn thêm cái đèn trang trí, mình đi thiếu cái đèn đó cô chú anh chị. À, nhìn qua đây là khu dân cư tên lửa nè. Khu dân cư tên lửa ha, hướng này là hướng về quận 6, chợ Phú Lâm. Rồi chân tường thì ốp cao gạch lên cao ha. Đây sân thượng của nhà mình ha. Đó, rất đẹp luôn ha. Đây cái ban công phía trước là ở trên là inox 304, xung quanh là kính cường lực ha. Đó, hẻm trước nhà là ô tô vô được luôn nha. Xe ô tô qua lại được luôn cô chú anh chị. Bên hông nhà mình là chùa Vạn Tường ha. Đó, đây là cái sân thượng của nhà mình. Ở đây khi mai mốt mình về sang tên rồi á, mình làm thêm cái máy ra đây cô chú anh chị.
làm thêm cái máy ra đây, sổ nhà mình 2024 ha, bao sang tên luôn, mua bán sổ hồng bao sang tên luôn, nhà hoàn công đầy đủ hết cô chú anh chị. Rồi mình nhìn lại không gian ở trong nhà, sân thượng khá rộng rãi ha, ở đây thì trải cũng được một bàn ha, nhậu nhẹt. Mình để thêm ở đây là cây kiểng đồ nó đẹp ha, để đây thêm mấy cái cây dừa rồi nó đẹp. Hẻm bên đó là hẻm thông á cô chú chị, thông từ hẻm 621 thông qua khu dân cư Tên Lửa ngay chỗ cô mắc Tên Lửa, gần nhà thờ lớn, gần nhà hàng hải cảng, đường vành đai trong á cô chú anh chị. Hẻm trước nhà là ô tô tới nhà luôn nha, khoảng hơn 5 mét á cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ số 621/5/2 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình nằm ở vị trí góc hai mặt tiền, và căn nhà có kích thước ngang là gần 6 mét và chiều dài là hơn 9 mét. Căn nhà này có kết cấu một trệt một lầu, nhà được xây dựng mới nguyên căn luôn, nhà gồm 4 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, nhà có sân thượng cực kỳ rộng luôn, phòng nào cũng có cửa sổ hết, và chủ nhà đi sẵn ống đồng máy lạnh cho mình luôn rồi. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, được làm vào 2024, sổ hồng hoàn công bao sang tên. Và căn nhà này một mặt chính là hướng bắc và một mặt bên hông là hướng đông. Nhà mình nằm ở hẻm thông, thông ô tô từ tỉnh lộ 10 qua khu dân cư Tên Lửa, đoạn gần đường vành đai trong, nhà thờ lớn, nhà hàng hải cảng. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 4.550.000.000 đồng. Giá này vẫn còn thương lượng nha, giá này vẫn còn thương lượng. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tham quan căn nhà này thì cứ alo cho Vũ Hồng mở cửa cho mình xem. Giá cả là còn thương lượng trực tiếp chính chủ, nên cô chú anh chị bạn muốn mua là sẽ mua được, muốn mua là sẽ mua được ha cô chú anh chị. Muốn mua là mình sẽ mua được căn nhà này ha. Một căn nhà mới toanh vào ở ngay, chủ nhà đã gắn sẵn ống đồng máy lạnh về, lắp máy lạnh vô ở thôi ha. Và nhà có 4 phòng ngủ, có một phòng ngủ ở dưới trệt để sử dụng cho người lớn tuổi. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này cảm thấy hợp nhãn với mình thì alo cho Vũ Hồng để mình đi xem nhà ha, và sau đó gặp chủ nhà để mình làm việc thêm về giá cả nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh, còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở tại khu vực quận Bình Tân giáp ranh với quận 6, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết video review nhà. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những cái video review nhà lần sau. Cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ 621/5/2 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm ở góc hai mặt hẻm, thông từ đường tỉnh lộ 10, thông qua khu dân cư Tên Lửa, đoạn gần cô mắc Tên Lửa và gần nhà thờ lớn, gần đường vành đai trong. Nhà mình nằm gần ngã tư cây xà, giáp ranh với quận 6, chợ Phú Lâm. Và căn nhà này có kích thước ngang là gần 6 mét và chiều dài là hơn 9 mét. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu, nhà được xây dựng mới vào năm 2024. Giấy chủ quyền được cấp vào 2024 luôn ha. Nhà mình thuộc khu dân cư hiện hữu, giấy tờ hoàn công đầy đủ, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Diện tích đất được công nhận là 53 mét và sổ hồng công nhận xây dựng là 106 mét. Nhà mình gồm có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, cực kỳ rộng, ô tô đổ được trong nhà. Một mặt nhà mình là hướng bắc và một mặt nhà là hướng đông. Nhà mình có cửa hậu phía sau. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 4.550.000.000 ha.
Giá này là vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Cô chú chị bạn cứ đi xem nhà, xong sau đó Du Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả ha. Nếu cô chú chị bạn xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông DCI Du Hồng up video mới lên, cô chú chị bạn xem được liền. Hãy bấm like để ủng hộ Du Hồng sau khi xem hết video này ha. Du Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video review nhà lần sau. Xin chào.